Hôm nay live cho anh em con tủ lạnh Hi Tai Chi này. Con này 6 cánh anh em nhé. Đấy, hai cánh mở hai bên này. Đó. Đá bao test đá rơi nhé. Con này đời 2011 nhé. Đó. Đá rơi đá này. Con này dung tích của nó, mã của nó là SF42AM nhé. Dung tích là 415 lít này. Đó. Điện áp tiêu thụ là 240 kW trên 1 năm. Đời 2012 2011. Con này 6 cánh này, đây ngăn đá rơi nhé anh em nhé. Đá rơi nhé. Bao test đá rơi cho anh em luôn. Đây là ngăn đông này. Phía này là ngăn mát này. Đó. Hàng bao test đã rơi, đây chỗ này là nó có một tí vết xước nha anh em này, quay cận cảnh luôn cho anh em luôn. Con này bên em đang bán là 12 đồng ra đi luôn anh em nhé. Đó, quay cho anh em chi tiết luôn. Hàng nội địa sử dụng điện 100, đây là thành bên thành vách nhé. Quay cho anh em thành vách luôn này. Bao đã rơi. Để mặt sau. Đó. Đã rơi lủng liếng luôn. Ngày nào em cũng test tủ luôn này anh em ạ. Đồ đạc cứ vất vào đây ăn tạm ạ. À, đây hình thức bên trong nhé. Khay khung đầy đủ luôn anh em nhé. Đó. Đây là khay cánh này. Ba khay này. Đó. Đây khay cánh bên này như thế này, đầy đủ ba khay nhé. Đây hình thức bên trong này, nguyên bản luôn, lấy như nào về là để vậy luôn, anh em về là phải tự vệ sinh nhé. Giá con này đang là 12 đồng Việt Nam nhé. Đây khay ok, đầy đủ hết khay nhé. Đây con này hay khay trên khay dưới đều được khóa này. Quần anh thế này, cái trên cái dưới này. Anh em nào chốt thì liên hệ qua số điện thoại là 0355 này, 448 này, 274 nha anh em nhé. Ok, mình là Lãnh Thương Thuyết ở Đông La, Đông Thái Bình nhé.